Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố gần đây, thì quý 1 năm 2014, tổng số người thất nghiệp trên cả nước là hơn 1 triệu người, trong đó thì có tới 162.400 người có trình độ đại học trở lên. Con số này ngày càng được người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh quan tâm và nhắc đến nhiều hơn khi vừa kết thúc năm học và bước vào kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng mới. Trong chuyên mục Mỗi tuần một vấn đề hôm nay, thông qua ý kiến của người dân và một số ban ngành liên quan, chúng tôi sẽ tập trung đề cập đến thực trạng nguyên nhân gia tăng tỷ lệ lao động có trình độ đại học thất nghiệp thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rong ruổi trên những con đường của thành phố, đi tìm các điểm bỏ mối hàng là công việc quen thuộc của Hồ Vĩnh Thắng trong suốt hơn một năm nay. Tiếp thị sản phẩm của mẹ và bé không phải là lựa chọn tốt cho một kỹ sư ngành kỹ thuật trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh sau khi ra trường. Thế nhưng, sau một thời gian tìm việc mà không thành công, Thắng đã phải làm tạm công việc này trong lúc chờ đợi để tìm một việc làm khác phù hợp hơn. Học xong thì mình chỉ xin việc làm khoảng vài ba tháng. Thời điểm đó thì cùng nghĩ là về nhà kiếm việc khác thôi. Kỳ vọng thì sau này mình làm quay lại cái nghề cũ chẳng hạn, làm một cái gì đó quay lại cái nghề cũ chẳng hạn. Chứ còn không kỳ vọng thêm gì nhiều. Cũng chật vật sau khi ra trường, anh Hồ Thanh Hà, khối Minh Phúc, phường Hưng Phúc sở hữu hai tấm bằng đại học gồm khoa toán trường Đại học Vinh và ngành kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân, vẫn loay hoay không tìm được công việc ưng ý từ 3 năm nay. Dù không muốn, nhưng hiện nay, sau khi nghỉ việc ở một công ty tư nhân với công việc phập phù vật đồng lương 3 cọc 3 đồng, anh đang phải ở nhà tìm kiếm thông tin để tìm một công việc mới. Từ trên mạng có nơi nào có tuyển việc thì mình nộp hồ sơ. Thì mình nộp hồ sơ xong rồi là không thể họ gọi thì cũng làm nhiều, tức là mình nộp nhiều, mình hồ sơ để nộp vào nhiều công ty nhưng mà nhiều nơi làm nhưng mà không thể họ đáp trả thì đâm ra là cũng chán, cũng thất vọng. Kỹ sư đi làm tiếp thị, cử nhân với hai bằng đại học nhưng vẫn thất nghiệp không phải là hiếm gặp ở Nghệ An hiện nay. Theo thống kê, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 4.000 cử nhân thất nghiệp hoàn toàn. Đây là một con số đáng lưu tâm. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, điều này dễ dàng nhận thấy khi mà trong những năm gần đây, trường đại học mọc lên như nấm sau mưa, nhiều trường đại học lại liên tục mở thêm chuyên ngành mới. Và số lượng tuyển sinh năm sau lại luôn cao hơn năm trước. Thậm chí, không cần nộp hồ sơ, đến năm học mới, nhiều học sinh cũng nhận được giấy báo hoặc điện thoại mời về trường A, B, C gì đó có tên là lạ để nhập học. Các trường đại học mở ra rất nhiều và cũng có rất nhiều thanh niên sau khi đã học xong 3 thi vào trường đại học. Đấy là cái mong muốn chung của gia đình và xã hội, là cái mong muốn chính đáng. Nhưng trên thực tế là sau khi đào tạo xong thì các cháu không có việc làm. Ngay từ buổi gia đình, từ buổi công dân là vẫn có những suy nghĩ là nuôi sinh con ra, nuôi con khôn lớn và muốn con đi làm thầy và đi làm cái việc nhàn nhã hơn. Thì đấy là một cái thực trạng là nhận thức tôi nghĩ cả là phải nói lệch lạc và cần được sửa ngay. Vì trong xã hội, kết cấu của một xã hội không phải yêu của ai cũng có thể trở thành là những người thầy và làm những cái việc nhàn nhã và là những cái việc tránh những cái việc lao động chân tay. Thích làm thầy hơn là làm thợ được cho là một trong những tâm lý phổ biến của nhiều người dân hiện nay. Điều này cũng lý giải vì sao cứ sau mỗi mùa tuyển sinh, số lượng thí sinh nhập học vào các trường đại học cao đẳng luôn cao hơn thí sinh vào các trường nghề trong và ngoài tỉnh. Nghệ An luôn tự hào là mảnh đất hiếu học và học giỏi khi số lượng học sinh đậu vào các trường đại học cao đẳng và đậu với điểm số cao luôn đứng trong top đầu của cả nước. Và dĩ nhiên, cùng với số lượng trên dưới 20.000 tân sinh viên mỗi năm, thì số lượng kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp ra trường hàng năm của tỉnh cũng tương ứng chừng đó. Trong khi, nhu cầu tuyển dụng, cơ hội việc làm mỗi năm cho các em trên địa bàn tỉnh lại rất hạn chế. Tuyển dụng công chức của tỉnh trong mấy năm gần đây tương đối ổn định, là mỗi năm chỉ độ
vài trăm cháu thôi, chứ chưa đến 300. Đấy. Là do sao? Một là biên chế rất hữu hạn, hai là số người về hưu không nhiều, chỉ khoảng 5% chỉ của mỗi cơ quan đơn vị, do đó mỗi năm công chức chỉ tuyển vài trăm người. Tương tự thì bên viên chức đây là thuộc các lĩnh vực lớn như giáo dục, y tế, rồi văn hóa, một số cái việc khác là lĩnh vực khác thì chỉ tuyển không đến 3.000. Tức là con số được tuyển dụng khoảng trên dưới 3.000 mỗi năm, trong khi tốt nghiệp 17-18.000 thì phải nói rằng là trên 80% sẽ không có cơ hội để được tuyển dụng vào công chức hoặc viên chức. Trung tâm giới thiệu việc làm Nghệ An. Tại đây, đều đặn mỗi tháng có 2 phiên giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ vào ngày mùng 10 và ngày 25 hàng tháng. Và đối tượng chủ yếu của các phiên giao dịch này là các lao động có trình độ cao. Tuy nhiên, cơ hội việc làm cho các cử nhân, kỹ sư ở đây không nhiều. Cái người có trình độ đại học, cao đẳng thì thứ nhất họ là muốn là tìm việc nhàn hạ, khỏe, mức lương cao. Mức lương cao mà lại làm ở Vinh, ở gần địa, ở trong địa bàn thành phố, chứ họ không muốn đi xa. Những yêu cầu thì của người lao động thì là rất chính đáng, nhưng mà thì thực tế là không thể đáp ứng được. Trong khi cử nhân thất nghiệp ngày một nhiều và không thể tìm được công việc phù hợp, thì thị trường Nghệ An cũng như nhiều tỉnh thành trong khu vực lại rất cần một lượng lớn lao động có tay nghề cao, hay còn gọi là thợ giỏi, đến làm việc tại các khu công nghiệp công nghệ cao hoặc các công ty kỹ thuật liên doanh liên kết với nước ngoài. Cần là vậy. Nhưng theo số liệu thống kê, số lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn còn quá thấp, chiếm chưa đến 45%. Riêng lao động kỹ thuật cao mới chỉ đạt khoảng 7%. Sự mất cân bằng trong vấn đề cung cầu lao động đang trở thành một nghịch lý của xã hội và là gánh nặng cho nhiều gia đình hiện nay. Cái này là không phải lỗi chỉ riêng của nhà quản lý, của nhà nước và của hệ thống giáo dục đại học. Đấy. Và cũng không phải là lỗi của cái thế giới việc làm. Nhưng mà đấy thì có một phần nữa, đó là lỗi của người học. Nhưng lỗi người học ở đây thì có cái chủ quan chỗ là họ không có thông tin khi vào học. Cho nên khi chọn nghề, chọn ngành là chọn không đúng. Đấy. Và chọn trường thì cũng chọn chưa tương thích. Đấy. Chân từ đó khi ra là không có việc làm. Nhưng mà về mặt chủ quan thì còn có một cái nữa là ta thấy rằng là nhà trường là không phải đào tạo được tất cả những cái gì hoàn thiện để khi ra là không phải học nữa để mà làm. Mà ta phải nói là xã hội bây giờ là xã hội gọi là học tập suốt đời. À. Cho nên nhà trường chỉ đào tạo cho cái phương pháp, cái cách tư duy và những cái cơ sở ban đầu, sau đó người học phải cập nhật và phải học tập suốt đời thì mới linh hoạt được. Cử nhân, kỹ sư thất nghiệp nhiều là câu chuyện không mới, nhưng đang ngày càng nóng hơn. Điều này đang đặt ra yêu cầu bức thiết hơn trong vấn đề phân luồng đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ khi còn học phổ thông. Một mùa tuyển sinh mới nữa sắp kết thúc. Đã có hàng nghìn thí sinh của Nghệ An đăng ký vào các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Và không biết, trong số hàng nghìn thí sinh dự thi năm nay, sẽ có bao nhiêu em sẽ tìm được một chỗ ngồi trên giảng đường đại học? Và bao nhiêu trong số đó sẽ tìm được công việc phù hợp sau khi ra trường?